Hôm nay nước không có sóng mọi người, Mỹ đi câu cá nha. Mỹ sẽ qua bên kia nha mọi người. Nguy hiểm quá mọi người. Mình sẽ câu dưới cái lỗ này nha mọi người. Nếu mà kéo mọi người. Cho muốn nhỏ quá, hạ xuống nha. Con mú bự mọi người ơi. Ngang đường à. Bây giờ Mỹ sẽ làm lửa nha mọi người. Lấy mấy cái lá, lá dừa. Ồ, có lửa mọi người ơi. Nóng quá. Ok. Con cá đang nướng mọi người, bây giờ Mỹ sẽ làm muối chấm nha. Chanh, tiêu nè. Mùi thơm lắm. Nóng quá. Chính rồi mà. Ok, mày đỡ đây. Cũng còn chiều mọi người. Mỹ may mắn câu được một con cá mú. Giờ Mỹ sẽ lọt cái vỏ cái dê này ha. Dê này dày rồi. Chắc chín rồi. Thơm. Thơm mùi ngọt ngọt mọi người. Nóng quá. Nóng quá mọi người ơi. Thèm chảy nước miếng luôn á. Cá nó ngọt gì đâu mọi người. Cái câu từ dưới biển lên á. Nóng quá. Ngọt dai dai nữa. Cái muối này dai hay sao mọi người? Dai quá. Cả nhà. Cái nướng gì cũng ngon nha. Phải ăn cẩn thận nha mọi người. Xương không à. Xương. Thôi Mỹ cũng ăn gần hết rồi. Yeah, kết thúc video tại đây ạ.